Báo Hàn, cái bóng Park Hang-seo là thách thức với huấn luyện viên Kim. Báo chí Hàn Quốc dự báo huấn luyện viên Kim Sang-sik đối mặt nhiều áp lực và thách thức khi làm việc ở Việt Nam sau thành công của đồng hương Park Hang-seo. Trước khi nhận lời Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik mới dẫn dắt một câu lạc bộ là Jeon Bukeo Hyundai Motors sau 7 năm làm trợ lý. Tờ Sport Joseon đánh giá sắp tới sẽ là thử thách mới và khó khăn với nhà cầm quân sinh năm 1976. Bên cạnh chuyện chuyên môn, một thách thức khác là cái bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn in đậm ở Việt Nam, bài viết của Sport Joseon có đoạn. Báo Hàn Quốc cho rằng sau thất bại dưới thời huấn luyện viên Philip Jussi, người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm phong cách bóng đá mà huấn luyện viên Kim sẽ áp dụng và liệu nhà cầm quân này có thể quản lý được các cầu thủ như ông Park hay không. Huấn luyện viên Kim cũng được cảnh báo rằng sự kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam rất lớn, giống ở câu lạc bộ Jeon Bukeo, đội vô địch quốc gia Hàn Quốc nhiều nhất, nơi ông Kim phải từ chức một phần cũng vì sức ép từ cổ động viên. Giai đoạn 2017-2023 được xem là thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội U23 và đội tuyển quốc gia lần lượt vào chung kết U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, bán kết ASEAN 2018, huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021 cũng như lần đầu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau khi huấn luyện viên Park không gia hạn hợp đồng, đầu năm 2023 VFF ký hợp đồng dài hạn với Jussi. Nhưng việc thua trắng 3 trận tại ASEAN Cup và 2 trận thua Indonesia ở vòng loại 2 World Cup 2026 khiến huấn luyện viên người Pháp bị mất chức cuối tháng 3. Sau hơn một tháng tìm kiếm, VFF quyết định tiếp tục kết duyên với một huấn luyện viên người Hàn Quốc, một phần được cho là phù hợp trong các tiêu chí lựa chọn. Theo Sport Joseon, đó là sự phù hợp về văn hóa, sự khoan dung trước những chỉ trích và chấp nhận sự khác biệt. Trong lễ ra mắt hôm qua, huấn luyện viên Kim nhận được những câu hỏi liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông biết đồng hương giống như người hùng ở Việt Nam, đồng thời luôn kính trọng và mong đi theo con đường thành công như tiền bối. Huấn luyện viên 48 tuổi cho biết, đó là chặng đường dài và đầy khó khăn. Tôi cảm thấy áp lực làm thế nào để có thể theo kịp những kết quả tốt như vậy. Nếu tôi có thể giao tiếp tốt với cầu thủ, giúp họ cảm nhận rõ triết lý của tôi thì có thể sẽ tiến gần hơn tới con đường mà anh Park đã đi. Khi còn thi đấu, Kim Sang-sik cũng từng làm việc cùng Park Hang-seo ở đội tuyển Hàn Quốc giai đoạn 2002-2002 với tư cách cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại, cả hai cùng hợp tác chung với một công ty đại diện. Sau khi được chọn dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park đã gửi hoa chúc mừng, động viên và cho Kim nhiều lời khuyên. Anh ấy đề nghị tôi xây dựng đội thật tốt, Kim nói trong lễ ra mắt ở Hà Nội hôm qua. Anh Park được các cầu thủ gọi là bố, còn tôi sẽ nỗ lực hết mình để được họ gọi là anh trai. Kim Sang-sik là huấn luyện viên Hàn Quốc thứ 5 dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á, sau ông Park, huấn luyện viên Indonesia Shin Tae-yong, huấn luyện viên Malaysia Kim Pang-gon và huấn luyện viên Timor-Leste Park Sung-tae. Theo Sport Bondi, điều này tạo nên cơn sốt huấn luyện viên Hàn Quốc ở khắp Đông Nam Á, trong khi đó, trừ Park Sung-tae, Newser 1 đánh giá 3 huấn luyện viên còn lại đều đã nâng cao giá trị của họ thông qua thành tích. Dẫn dắt Việt Nam là thử thách nhưng cũng đầy tham vọng của Kim Sang-sik. Newser 1 viết, ông ấy muốn có màn trở lại tốt nhất. Hợp đồng của huấn luyện viên Kim với VFF sẽ kéo dài từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026. Các mục tiêu được liệt kê gồm vào chung kết AFF Cup 2024, bán kết SEA Games 33 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Trước mắt, ông sẽ chuẩn bị cho 2 trận cuối vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt gặp Philippines trên sân nhà ngày 6 tháng 6 và Iraq trên sân khách ngày 11 tháng 6. Ở lễ ra mắt, huấn luyện viên Kim nhấn mạnh triết lý về sự trung thành, với sự hy sinh và quan điểm không một cầu thủ nào có thể đánh bại một đội tuyển. Triết lý còn lại là bóng đá chiến thắng dựa trên tâm lý chiến thắng. Các cầu thủ có thể cảm thấy thất bại vì thành tích kém cỏi, ông nói. Nhưng tôi sẽ chuẩn bị để giúp họ lấy lại tự tin thông qua chiến thắng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.